Tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Sau video chia sẻ những sự yếu kém của shop công nghệ TND ngày hôm qua thì sẽ có rất là nhiều bạn comment cũng như gọi điện cho mình mà tại vì sao cái thời điểm như này mà anh lại dám công bố những thứ yếu kém của công ty? Bởi vì đã yếu kém thì người ta nghe thì người ta sợ đúng không? Nhưng thưa các bạn, nếu mà đã sợ yếu sợ kém thì chỉ có ở nhà thôi các bạn ạ. Trong cuộc đời này chỉ sợ nhất là mình sai mà không biết là sai cái gì thôi. Còn nếu mà mình sai, mình sửa sai thì chả có gì là sợ cả. Còn cũng chia sẻ với mọi người, tính của mình thì mình rất thẳng thắn và rất là thật. Đây, em trai cũng đang quay phim cũng hỏi tại sao anh qua anh như thế. Mình không biết thì rõ ràng là mình phải học. Đấy, từ một người thì mình nói luôn, mình ở quê ra thì thứ nhất là cái cách của mình nói chuyện thẳng thắn với quý vị và các bạn thì các bạn quý mến mình, yêu thích mình đúng không? Thì hiện giờ thì kênh của mình đã có gần 100.000 follow rồi. Nhưng mà khi các bạn đến với mình khai thác được một mỏ vàng, đó là lòng tin của các bạn, mà lại chăm sóc các bạn không tốt mà để các bạn phật lòng, thế thì còn gọi gì nữa là đúng không? Nên thôi, không sao cả. Nên cũng mong mọi người ủng hộ và chia sẻ cái topic để cho các nhân tài. Mình ở đây thì mình cần gì? Thứ nhất, bây giờ thì mình có việc làm, mình có khách hàng rồi, mình có hai cửa hàng rồi. Mình cũng chia sẻ không giấu với các bạn cả, tháng một tháng bây giờ các doanh số của cửa hàng mình cũng phải lớn nhất nhì Hà Nội chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà vấn đề là cái khâu về quản lý nhân lực, quản lý con người, nhân sự, rồi chăm sóc khách hàng đang bị yếu. Chính vì thế là rất cần các bạn đấy, chia sẻ cho mình. Những ai có đủ năng lực thì hãy đến với mình anh em nhé. Còn không quên nhiệm vụ chính của hàng ngày, đó là review và tư vấn cho bạn. Và câu hỏi của ngày hôm nay: với 30 triệu đồng thì mua laptop gì? Các bạn còn nhớ thì hôm trước thì với 15 triệu đồng thì chúng ta mua laptop gì đúng không ạ? Sau đến 20 triệu. Và ngày hôm nay ở ngưỡng đó là 30 triệu thì mua laptop gì? Thì mình sẽ tư vấn cho các bạn như này. 30 triệu thì các bạn sẽ hỏi là nhu cầu của các bạn làm gì? Bởi vì với tầm 30 triệu thì đây là những chiếc máy có cấu hình cao cấp, rất là cao cấp, rất mạnh mẽ luôn, và có thể làm mọi việc. Nhưng nó cũng sẽ chia làm hai loại, đó là các dòng về đồ họa, gaming và các dòng về văn phòng, doanh nhân. Thì tớ xin tách ra làm hai cái hướng để cho các bạn lựa chọn. Đầu tiên, với 30 triệu, ngành của các bạn đó là gì ạ? Làm đồ họa, đúng không? Làm đồ họa ở đây là gì? Ví dụ chúng ta dựng 3D, chúng ta vẽ các bản vẽ kỹ thuật, đúng không ạ? Dựng video chẳng hạn. Thì đây là những chiếc laptop như vậy. Thì chúng ta tạm gọi đây là những chiếc Mobi Goodison, những chiếc máy chạm thu nhỏ. Cái chủ đề này thì mình đã nói ở trong vài video trước rồi. Những chiếc máy chạm thứ nhất là có cấu hình kết cấu rất chắc chắn, cấu hình rất cao, với khả năng nâng cấp RAM nhiều, chạy ổ cứng nhiều, với trọng tải hoạt động liên tục thì người ta gọi là máy chạm. Tất cả những cái công việc về nặng lề nhất về đồ họa thì những chiếc máy chạm này đáp ứng được. Vậy thì 30 triệu cụ thể chúng ta lại mua được những chiếc máy chạm như nào? Ví dụ trên bàn của mình đây, mình xin giới thiệu các bạn, đây là phiên bản Ryzen 7530. Chiếc máy này được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 8, bao gồm Core i5, Core i7, Core i9 và Xeon. VGA được sử dụng trên máy đó là Quadro P1000, Quadro P2000 và phiên bản cao cấp nhất đó là Quadro P3200. Màn hình được sử dụng trên máy từ màn hình Full HD đến màn hình 4K đều là loại trung thực. Đấy, xử lý các thuật toán về hình ảnh, đồ họa chính xác, màu sắc trung thực. Đấy. Khả năng cấp RAM tối đa 128GB. Đấy. Và ổ cứng có thể chạy song chế độ RAID, tự động sao lưu dữ liệu cho các bạn. Với khả năng nâng cấp ở đây, chúng ta có thể nâng cấp được VGA. Đấy, nó rất là hay như thế. Nâng cấp được VGA rồi, nâng cấp được RAM, nâng cấp được ổ cứng. Bây giờ thì các bạn sẽ xem mẫu máy này trình diễn qua các video xử lý đồ họa của mình, cũng như khả năng chơi game của máy, mà các bạn đón xem. Các bạn ơi, các bạn có thấy là cái điểm số của nó được tối ưu cho chiếc máy này rất ok đúng không? Điểm số lên đến 1230 CB. Đây là mình chấm con điểm con 8750H này. Vậy thì với VGA đó Quadro P1000 với dung lượng 4GB thì sẽ hỗ trợ có tốt không? Này, các bạn nhìn thấy kinh không? Điểm mô phỏng của nó lên đến 141,37 FPS. Trong khi đó thì kể cả chúng ta chạy cái VGA là RTX, mình cho là RTX nha 2060, thì điểm FPS chấm trong CPU nó không thể cao được như này. Thì đây là cái việc mình chứng minh cho nó cái việc là xử lý đồ họa mô phỏng. Các bạn có thể thấy một đoạn video 4D, nó làm rất là tốt luôn. Đây là điểm mạnh của dòng card Quadro đấy các bạn ạ. Nên các bạn sẽ thấy là với VGA của nó Quadro P1000 thì điểm FPS nó sẽ đẩy lên 29 FPS. Và nhiệt độ của CPU ở ngưỡng là 78 độ C hoặc 77 độ C. GPU thì lại rất là ok, 69 độ các bạn nhé.
Và các bạn có thể thấy là khi bắt đầu chúng ta chạy mức hiệu năng cao thì cái quạt bên trong máy có hoạt động, chúng ta hoàn toàn có thể nghe rõ. Nếu mà ban đêm thì mình nghĩ nó sẽ rất là rõ, còn ban ngày như này thì vẫn là chấp nhận được các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là với dòng Woodison bây giờ thì loa nó nghe hay hơn hẳn đúng không? Đây là chiếc màn hình Full HD với tỷ lệ bao phủ màu là 72% gam mút và độ sáng là 300 nit. Full HD IPS sẽ có góc nhìn của các bạn là 178 độ. Và trên màn hình có một lớp chống lóa nên các bạn dùng lâu nó cũng sẽ không bị mỏi mắt. Nói chung chất lượng màn hình của Dell thì có lẽ là không chê được các bạn ạ. Âm thanh nghe cũng hay phết đúng không các bạn? Đó. Với tỷ lệ bao phủ màu trung thực và âm thanh hay, nó sẽ hỗ trợ các bạn các công việc ví dụ liên quan đến tính khắt khe của màn hình. Ví dụ trong lĩnh vực thiết kế thời trang này, in ấn. Và các bạn có thể dùng để vẽ tranh điện tử chẳng hạn. Ôi thật là kinh khủng, nó chỉ có 40 giây thôi các bạn ạ. Thì chứng tỏ là nó tối ưu rất tốt để chúng ta sử dụng phần mềm này. Bây giờ chúng ta thử này, đây các bạn sẽ thấy này. Đấy là các bạn làm trong lĩnh vực xây dựng thì các bạn hoàn toàn có thể cài Revit và để dựng trên chiếc máy này mà không gặp vấn đề gì về kỹ thuật. Từ game hôm nay mình cài đây là game Haro, một tựa game 3D. Thực ra để mua máy chạm về để chơi game thì nó là lãng phí đúng không? Bởi vì những chiếc máy này rất là đắt. Nếu như một chiếc máy gaming thì chúng ta sẽ sở hữu có cấu hình cao hơn nhiều. Nhưng một chiếc máy chạm bây giờ hoàn toàn vẫn có thể chơi game. Các bạn sẽ thấy tựa game này nó ăn vào Vega của chúng ta hết đến 95-98%. Thưa các bạn, là chiếc máy chạm thứ hai vô cùng nổi tiếng trên thị trường với phân khúc 30 triệu cửa hàng mình đang phân phối bán ra. Đó là chiếc ThinkPad P52 cùng với cấu hình và khả năng nâng cấp y như phiên bản Ryzen 7530. Nhưng P52 thì cái nhược điểm của nó là gì? Đó là Vega được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ. Vega onboard đồng nghĩa với việc cái hiệu năng hoạt động có thể sẽ ổn định hơn. Nhưng nếu không may mà bị chết Vega chẳng hạn, các bạn bắt buộc phải thay bo mạch chủ. Và các bạn mua máy là phải ấn định cấu hình Vega khi các bạn dùng. Nhưng thưa các bạn, ThinkPad là một dòng máy vô cùng nồi đồng cối đá. Về đặc tính về kỹ thuật, thứ nhất là hiệu năng hoạt động của hệ thống tản nhiệt cực kỳ êm ái luôn, cực kỳ mát luôn, với khả năng nhập liệu bàn phím vô cùng tuyệt vời luôn. Đấy, cấu hình thì cũng tương tự như phiên bản đó là 7530, cũng có các cấu hình từ P1000, P2000 và P3002 là phiên bản cao cấp nhất. Và với phiên bản màn hình 4K nữa. Đấy, ưu điểm của nó cũng là tất cả các cổng kết nối bên ngoài đều rất mạnh. Trọng lượng của máy còn nhẹ hơn cả 7530. Đó là chỉ có 2,45 kg. Chiếc máy này cực kỳ chuộng cho dân kỹ thuật, thì các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhá. Vâng thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc P50. Chúng ta sẽ có một cái viền màn hình. Ở đây thì thiết kế đặc trưng của Lenovo đó là khá dày, bởi vì nó sẽ làm cái màn hình chúng ta chắc chắn hơn. Với tấm nền đó là 15,6 inch Full HD IPS và tỷ lệ gam mút của chiếc máy này đó là 72%. Chúng ta sẽ chọn bản option cao hơn đó là 4K thì các bạn biết rồi, tỷ lệ màu của nó đó là 100% Adobe RGB. Nhưng với tấm nền IPS thì Full HD đây cũng là một cái tấm nền chuẩn để chúng ta dùng để thiết kế đồ họa. 4K là nhiều cái phần mềm nó sẽ chưa tương thích được hết trên những chiếc máy này. Nhiều trường hợp đã khách hàng đã phản hồi lại đó là icon của nó quá nhỏ và rất nhiều phần mềm in ra bị sai, bởi vì các thiết bị của chúng ta nó sẽ chưa đồng bộ hóa so với tiêu chuẩn 4K. Và nhiệt độ của chiếc máy mình test một lúc khá lâu rồi, chỉ ở mức 66 độ C, có nghĩa là mát hơn khoảng 10 đến 15 độ so với chiếc Dell Poradison 7530 mà hôm qua mình đã test với các bạn. Còn điểm FPS khi mình test chiếc máy này cho chiếc cạc P3000, ở đây thì chúng ta sẽ có điểm số của nó là 37 các bạn ạ. Đây 37 FPS này, nó hơi nhỏ một chút. Và nhiệt độ ở đây thì đang hiển thị đó là 66 độ C, đã dừng, không hề tăng. Và điểm số của nó đây là 1023 CB. Ở đây thì nếu update hết và mình tắt đi các ứng dụng thì nó sẽ có thể lên là 1150 gì đó. Tóm lại là nó mạnh hơn so với con i7-8750H khoảng 17% hiệu năng. Quái chà chà, các bạn có thể nhìn thấy điểm FPS của nó đó là 164,84 FPS. Một điểm số cực kỳ ấn tượng cho một chiếc cạc P1000 4GB. Vâng thưa các bạn, ở phân khúc vô cùng cao cấp và cũng cạnh tranh trực tiếp với Dell và ThinkPad, đó là thương hiệu của HP cũng đến từ Mỹ. Các dòng Mobile Workstation của HP cũng vô cùng nổi tiếng. Với phân khúc giá đó là bao nhiêu? 30 triệu đồng thì chúng ta sẽ mua được những chiếc máy nào? Chúng ta sẽ mua được phiên bản HP ZBook 10 5G5 các bạn ạ.
cũng trang bị phần cứng tương tự như dòng máy của Dell, với khả năng nâng cấp y hệt luôn, nâng cấp Vega, nâng cấp RAM, nâng cấp ổ cứng. Đấy, cũng có các cấu hình từ i5, i7 Xeon luôn. Và đặc trưng thiết kế của dòng HP thì nó cũng là đặc trưng riêng, hơi hướng đến cái dòng máy dành cho doanh nghiệp, nên thiết kế của nó sẽ hơi có một chút lam tính. Đấy, các ngôn ngữ thiết kế của những chiếc máy Mỹ thì bao giờ cũng vậy. Đấy, các bạn sẽ thấy kể cả chiếc 7530 nó cũng thế. Đấy, và chiếc máy này thì mình thấy cũng rất đáng đồng tiền bát gạo, ở phân khúc nó là sở hữu 30 triệu đồng dành cho các kỹ sư đồ họa. Thì các bạn có thể xem bài tư vấn cũng như đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, để chứng minh khả năng tản nhiệt cũng như chạy phần cứng của chiếc máy này, các bạn có thể thấy đây là phần mềm Fullmax mà mình chuyên chấm điểm GPU của máy. Với điểm số ở đây các bạn sẽ thấy là được 39 đến 38 hoặc 39 FPS. Và khi chạy ở chế độ hiệu năng cao thì các bạn có thể nghe thấy quạt trong máy cũng hoạt động, hai quạt hoạt động hết công suất. Mặc dù là không quá ồn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nghe thấy rất rõ. Các bạn sẽ thấy nhiệt độ của GPU sẽ ở ngưỡng là 72 độ C và chạy đã bắt đầu dừng rồi này. Trong khi đó nhiệt độ của CPU đó là cũng 72 độ. Đây, tương đương nhau. Và mức FPS nhận được ở đây, điểm số FPS của một chiếc card 4GB nhưng hỗ trợ trong đồ họa mô phỏng lên đến 113,86 FPS. Rất tốt để các bạn làm đồ họa mô phỏng. Vâng, thưa các bạn, điểm số của máy nó lên đến 1037 CB. Nếu tối ưu hóa phần cứng thì có thể lên hơn một chút, bởi vì phần mềm ở đây thì mình cài chưa update hết, có lẽ nó sẽ điểm chấm như này. Còn thông thường với chip 8850H thì nó phải chấm khoảng 1100 thì mới đúng các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, màn hình của chiếc máy mới là chất, với độ sáng lên đến 600. Mình giới thiệu ngay ở đầu rồi. Và tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 111% sRGB. Âm thanh này, âm thanh và hình ảnh của chiếc máy thì nó quá là tuyệt vời luôn. Đó, các bạn nghe sướng không? Độ sáng 600 vẫn là độ sáng lớn nhất cho màn hình laptop hiện nay, với góc nhìn lên đến 178 độ. Đấy, các bạn có thể nghe thấy âm bass của nó cực kỳ chắc. Tuyệt vời các bạn ơi, 41 giây. Tương đương con gì nhỉ? Prodigy hôm trước mình dựng cái con 7920HQ. Con chip đấy dựng cũng rất khỏe, cũng chỉ 41 giây. Nhưng cả màn hình của nó chỉ là Quad Core 1200. 40 giây các bạn ạ. 40 giây. Bây giờ mình sẽ thử loát cái bức ảnh này. Đây, các bạn sẽ thử luôn. 40 giây, rất nhanh. Tóm lại một chiếc máy mà gần 40 mà lại không làm được việc thì chết cha luôn, đúng không các bạn? Đây, các bạn nhìn thấy này. Tớ đang test thử game đó là AVP. Các bạn sẽ thấy đây là một game 3D, yêu cầu cấu hình cực kỳ mạnh. Âm thanh 3 của máy mô phỏng thì quá tuyệt vời, rất to. Mức FPS chúng ta chơi game này lên đến trên 100. Vâng, thưa các bạn ạ, cũng ở phân khúc đó là 30 triệu đồng. Nhưng ở phân khúc và cái đối tượng người dùng hơi khác đi một chút. Đó là những chiếc laptop gaming. Các bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc máy đập hộp có cấu hình gần như cao nhất tại thời điểm hiện tại bây giờ. Với 30 triệu đồng, các bạn sẽ sở hữu các phiên bản bao gồm Core 7-9750H, RAM có thể mở rộng tối đa 32GB và sẽ chạy các chuẩn ổ cứng SD NVMe. Đặc biệt, máy được trang bị Vega đó là dòng GTX hoặc RTX. GTX thì một số con sẽ chạy 1660T, còn RTX thì là 2060, sẽ ở ngưỡng từ khoảng 27 đến 30 triệu đồng. Nhưng 30 triệu đồng thì các bạn sẽ mua được RTX 2060 bây giờ. Đấy, có cấu hình phải nói là rất là cao, hỗ trợ các thuật toán như là Ray Tracing. Đấy, trên nền tảng Turing hoàn toàn mới, kiến trúc Turing. Đấy, các thuật toán về Vega, nó sẽ hỗ trợ đồ họa mô phỏng cũng như xử lý các thuật toán về video 8K tương đối tốt trên dòng RTX 2060. Đặc biệt với giá bây giờ nó chỉ 30 triệu đồng. Cụ thể thì nó hơi khác một chút so với các dòng máy chạm, bởi vì các tiêu chuẩn độ bền nó rẻ hơn, và sử dụng dòng Vega GTX nên nó cũng rẻ hơn, hoặc RTX cũng rẻ hơn so với dòng đó là Quad Core. Dòng này thì sẽ hơi hướng đến các bạn dùng các công việc bao gồm đồ họa, giải trí, chơi game. Đấy. Và những chiếc máy này thông thường thì thiết kế rất bắt mắt, màu sắc ABC xung quanh, LED các kiểu của đà điểu rất là đẹp luôn. Nhưng nó lại phù hợp với hơi hướng những người trẻ, năng động, vừa giải trí, vừa làm, vừa chơi. Đấy. Cụ thể chiếc máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn ở phân khúc tốt nhất đó là chiếc Dell G5-5590. Máy đang được sale tại cửa hàng mình bao gồm cấu hình i7-9750H, RAM 16GB, SSD 256GB cộng thêm một ổ 1TB và gì ạ? RTX 2060.
màn hình 144Hz Full HD, giá bán là 29.900.000. Các bạn có thể xem bài đánh giá cũng như tư vấn của mình ngay sau đây. Các bạn sẽ thấy là mức FPS nó cao vút trời ở chế độ 3D này, 74 FPS, và nhiệt độ ở chiếc máy cũng được tối ưu, khá là mát ở chế độ 3D. Nó chỉ có nhiệt độ từ khoảng 56-60. Ở đây biểu đồ thì mình nhìn thấy là trung bình của nó là 62 độ C. Điểm số của nó là 113.71 FPS, rất ấn tượng với thế hệ cả màn hình mới. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test đoạn video 4K như mọi ngày hiển thị trên chiếc màn hình Full HD IPS viền mỏng của Dell 5590. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy là mình test cái màn hình này thì đúng ra thì hơi tối một chút các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là độ sáng của nó thì chiếc máy này không phải là hoàn hảo cho lắm. Trong khi đó thì độ sáng của máy nó chỉ đạt khoảng 236 CD trên 1m². Còn trung bình những chiếc máy mà ngon bây giờ màn hình mà LED hẳn ý, thì nó khoảng 300 đến 400. Còn màn hình này thì mình đánh giá nó ở mức trung bình nữa các bạn ạ. Có tỷ lệ phủ màu của nó cũng rất chán luôn, nó chỉ đạt có 59% RGB và 37% Adobe RGB. Đúng 40 giây các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là chiếc máy nó hoạt động hiệu năng quá tốt với việc chúng ta edit 4K. Mà ở đây hiệu ứng các thứ mình chỉnh rồi, CPU chỉ ăn có khoảng 50%, cả màn hình 30%, mà nó chạy chỉ có 40 giây. Vâng, thưa các bạn, mình đang test tựa game đó là Tomb Raider. Các bạn lưu ý thì Tomb Raider có hỗ trợ tính năng đó là Ray Tracing, bởi vì đây là game tựa game 3D. Các bạn có thể nhìn thấy là người trên game này nó như thật luôn. Việc máy được trang bị cái công nghệ ở đây là Audio Lanomic Audio 3D. Các bạn nghe thấy là âm thanh của nó rất sống động khi chúng ta chơi game. Vâng, thưa các bạn, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đó là thương hiệu Lenovo. Đó là chiếc Lenovo i545, Legion i545. Đây là chiếc máy có thiết kế rất đẹp, giống với các phiên bản i7000 mà cực kỳ hâm mộ của những năm 2018. Vậy thì i545 có trang bị cấu hình như nào? i7-9750H, RAM 16GB, SSD 512GB, RTX 2060. Màn hình cũng là 144Hz, có ngôi sao 3 cảnh đằng sau, thiết kế rất đẹp, vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Với hệ thống tản nhiệt cũng khá ok, kèm theo cái cổng kết nối bên ngoài đầy đủ. Chỉ có giá cũng là 29.900.000. Thì tớ thấy đây là một trong những chiếc máy có cấu hình tốt nhất cho các bạn làm đồ họa cũng như chơi game ở phân khúc 30 củ. Mời các bạn xem bài đánh giá của mình ngay sau đây. Quá mượt này, FPS 90. Nó cả màn hình bây giờ là khỏe thật. Nhiệt độ của GPU chỉ có 57 độ C. Đây, CPU thì nóng hơn một chút, trên 70 độ. Nhưng được cái GPU rất mát, bởi vì khi chúng ta chơi game mà làm đồ họa thì nó cày bằng GPU rất nhiều. Nhưng mà so sánh này vẫn thua một chút so với em Dell G7-7590. Các bạn sẽ thấy mức FPS ấn tượng không? 117.53 FPS. Với điểm số vô cùng ấn tượng 1142 CB. Đó, nhanh hơn khoảng 15% so với dòng CPU thế hệ 8. Vâng, thưa các bạn, ấn tượng nhất của chiếc máy này có lẽ đó là màn hình. Với viền màn hình mỏng và độ sáng đạt 300, nói chung là tiêu chuẩn dành cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa. Đặc biệt là tỷ lệ bao phủ màu đạt lên đến 94% sRGB và 73% Adobe RGB, tần số quét lên đến 144Hz. Đặc biệt âm thanh Harman Kardon, và đây là màn hình Full HD IPS các bạn nhé. 1 phút 50 giây cho đoạn video hơn 1 phút và các bạn sẽ thấy là rất nhiều ứng mình thêm vào. Tóm lại là chiếc máy này để cày kéo 4K thì không phải suy nghĩ bố cháu là ai anh em nhá, cày thoải mái. Các bạn ơi, ở đây tớ đang test tựa game đó là Tomb Raider, một tựa game 3D cực kỳ nổi tiếng. Các bạn sẽ thấy là âm thanh của nó thì nghe thì quá to đúng không? Phê luôn. FPS anh em chúng ta nhận được khoảng 100, từ 90 đến khoảng 100. Các bạn sẽ thấy là GPU xử lý ở mức đó là 97%, có nghĩa là cả màn hình này chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để chơi game này. Vâng, thưa các bạn, là với phiên bản đó là HP Omen phiên bản 2019 thì tớ cảm thấy cũng rất ưng ý. Cấu hình thì nó sẽ tương tự so với các phiên bản đó là Legion i545 và Dell 5590. Nhưng với phiên bản HP thì cái hơi hướng thiết kế nó lại hoàn toàn khác. Đấy, mình hay gọi là HP Omen X, có thiết kế cũng khá là hay, khá là nhẹ, cấu hình tương đối tốt. Với phiên bản RTX 2060 sẽ ở ngưỡng khoảng trên 30 triệu một chút. Chiếc máy này về Việt Nam có thiết kế bắt mắt, rất là nhiều bạn trẻ thích cái phong cách thiết kế đó là hầm hố và ngầu một chút,
Thì đây là một phiên bản khá ok với hệ thống tản nhiệt tốt kèm theo bàn phím LED Adobe. Màn hình 144Hz, giá cũng không quá ở mức 30 triệu. Các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. RTX 2060 đấy, ok. Vâng, thưa các bạn, ở phân khúc 30 triệu nhưng lại dành cho doanh nhân, cấu hình phần cứng thì nó không hầm hố và không ABC như các dòng máy chạm hay các dòng máy gaming. Mà ở đây thì chúng ta có những chiếc máy có thiết kế thời trang, mỏng nhẹ, nói chung là sẽ khẳng định đẳng cấp của các bạn. Với tầm 30 triệu các bạn sẽ sở hữu những chiếc máy với trọng lượng chỉ hơn 1kg một chút, dao động từ khoảng 1,1kg đến khoảng 1,3kg. Thời lượng pin có thể dùng 8 đến 10 tiếng. Và trang bị phần cứng cũng như cái LED thiết kế bên ngoài đặc trưng của nó, đó là sang trọng đẳng cấp, với những cái vỏ máy cao cấp, ví dụ như là hợp kim nhôm, vật liệu carbon, mazuê để cấu tạo ra những chiếc máy vô cùng chắc chắn. Ưu thế của nó là gì? Mỏng nhẹ, thời trang, thời lượng pin tốt và bàn phím, một hành trình bàn phím ok, phù hợp cho các bạn thường xuyên di chuyển đi lại và tiếp khách ở bên ngoài. Đấy, ví dụ các bạn marketing, chúng ta xách những chiếc máy này thì nó lại ok. Bởi vì những chiếc máy đó thì nó không giống như những chiếc máy chạm, công năng của nó làm về đồ họa. Mà công năng ở đây đó là gì ạ? Chúng ta vào mạng nhanh, pin phải tốt, bàn phím nhập liệu phải ok, thiết kế ngoài thẩm mỹ phải cao. Đó là những chiếc laptop doanh nhân. Và chiếc đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn đó là phiên bản Dell XPS 7390. Hiện nay 7390 thì được ra mắt từ những năm 2019 và đã được thay thế bằng phiên bản nâng cấp, đó là XPS 9003. Và hai phiên bản là phải nói là cực kỳ đẹp trong cái phân khúc đó là 30 triệu đồng. Ở đây là gì? Chiếc máy có thiết kế vỏ máy toàn bộ bằng hợp kim nhôm, viền màn hình mỏng Infinity tràn viền rất đẹp, với các công nghệ bảo mật của nó rất tiên tiến, tốc độ ổ cứng cao và RAM hỗ trợ các bạn cực kỳ nhanh. Đấy. Đặc biệt là màn hình của nó phải vô cùng đẹp luôn, âm thanh của nó phải cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt pin có thể trụ được 8 đến 10 tiếng. Các bạn có thể xem bài tư vấn cũng như đánh giá của mình hai dòng sản phẩm nữa rồi, Dell XPS 7390 và Dell XPS 9003 phiên bản 2020 mới nhất các bạn nhé. Ai chà, kinh khủng anh em, 807 CB. Úi chào, nếu mà tính so với con i7 thế hệ gọi là thế hệ 8 đi, mạnh bằng 80% luôn, phải nói là kinh khủng. Vâng, thưa các bạn, các bạn thấy là mình đang test bằng phần mềm Full Max. Ở đây thì con chip U thì dù gì nó có mạnh đến đâu thì nó sẽ hỗ trợ chủ yếu là các bạn làm văn phòng cũng như các bạn lập trình viên, các bạn sử dụng máy ở mức đồ họa tầm trung thôi. Các bạn sẽ thấy là mức FPS chúng ta nhận được là 8 các bạn nhé. Còn nếu mà các dòng CPU thế hệ thấp hơn thì mình thấy nó chỉ có 6 thôi. Và nhiệt độ của nó thì nó sẽ dao động, nhiệt độ của CPU đó là 66 độ khi ở chế độ 3D. Xem chế độ 2D xem nào. Khoảng 360, còn bình thường ở các thế hệ ví dụ 8265, thế hệ 8 thì mình test của nó thông thường nó sẽ ở mức khoảng 300. Vâng, thưa các bạn, mình đang test bằng video 4K như mọi ngày. Các bạn sẽ thấy độ sáng của màn hình là một ưu điểm. Độ sáng là theo Dell giới thiệu 400 nit. Cường độ ánh sáng của nó có thể đạt được tối đa đó là 549.8 CD trên 1m². Phải nói là kinh khủng của chiếc màn hình này anh em ạ. Tỷ lệ phủ màu đạt 100% sRGB và 65% Adobe RGB. Màn hình của máy do LG sản xuất các bạn nhé. Mạnh hơn và nhiệt độ của nó thì các bạn sẽ thấy là vẫn ở mức 73 độ khi chúng ta chơi game, là ngon lành rồi. Liên minh điện thoại thì mình đang test ở đây, đó là mình để độ phân giải cao nhất, đổ bóng các kiểu con đà điểu. À, các bạn sẽ thấy này, mức FPS luôn duy trì ở mức khoảng 120-130, rất ngon lành. Vâng, thưa các bạn, là phiên bản thứ hai, đó là phiên bản cực kỳ nổi tiếng của thương hiệu đó là HP. Đó là chiếc HP Signature X360 phiên bản 2019 và phiên bản 2020. Đây là chiếc máy có thiết kế chắc chắn và đậm chất, còn là nôm na như nào này, lịch lãm. Đấy, rất sang trọng luôn, mang hơi hướng của sự lạnh lùng nhưng lại rất quyến rũ của một chiếc laptop. Gần như là một dòng sản phẩm khi chúng ta đặt ở trên bàn, nó như một cái dòng sản phẩm mang hơi hướng của sự thời trang. Nhưng hiệu năng của máy đó là một chiếc laptop hoàn chỉnh luôn. Với thiết kế nói chung, không pha lẫn bất kỳ một cái thương hiệu laptop nào. Với cái điểm riêng biệt của HP, họ tự phát triển, thiết kế bao nhiêu năm
để gọt giũa ra một chiếc laptop phải nói là rất đẹp. Nếu chiếc X360 thì chúng ta có thể xoay ngửa gập ra đằng sau, còn chiếc laptop bình thường thì nó không cần xoay ngửa. Đấy. Và với phân khúc 30 triệu chúng ta cũng xử lý được một cái cấu hình rất tốt với thời lượng pin có thể lên đến 10 giờ giống như các phiên bản 7390 hoặc là XPS 93. Nói chung mình thấy cũng rất là ok và bắt mắt nên mình giới thiệu các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn sự tới điểm C-band của Cebu dòng i5 thế hệ thứ 10 khá là khỏe, 609 cb, sức mạnh có thể mạnh khoảng bằng 60% so với sức mạnh của i7 9750H, tính ra là cũng khá là khỏe để chúng ta có thể render đồ họa 3D. Điểm số của nó đạt 55.14 fps, trong khi đó thì con UHD graphics thì thường nó đạt khoảng 44 fps thôi các bạn nhé, con này nó khỏe hơn một chút. Vâng, thưa các bạn, ở đây thì mình đang test qua phần mềm Fullmax. Các bạn có thể thấy là chiếc máy của chúng ta rất bé nhưng bên trong lại được tích hợp hai quạt tản nhiệt làm mát tương đối tốt. Ở chế độ 2D thì mức FPS chúng ta nhận được tận khoảng gần 500 fps, nhiệt độ của CPU cũng tương đối là mát khoảng 65 độ C. Đây là chế độ 3D này các bạn này. 3D thì với con CPU i5 thế hệ 10 thì mức FPS nó đạt được khoảng 8 thôi và khá giật. Các bạn ơi, mình đang test chiếc màn hình OLED các bạn ơi, 13.3 inch. Đây là công nghệ màn hình phải nói là xuất sắc nhất bây giờ, UHD với độ phân giải là 3840 x 2160 và tấm nền OLED. Tấm nền OLED có nghĩa là tấm nền có điểm đen tuyệt đối, là công nghệ tiên tiến nhất trên laptop bây giờ. Tỷ lệ bao phủ màu của nó đạt 100% sRGB và 97% Adobe RGB. Con này màn hình khủng khiếp đấy các bạn ạ. Và 99% DCI P3, có nghĩa là gam màu P3 và độ sáng đạt 400 nit các bạn nhé. Và tỷ lệ sai lệch màu nó chỉ có 2.0. Vâng, thưa các bạn, là tớ đang trải nghiệm tựa game Liên Minh Huyền Thoại trên chiếc máy HP Signature X360 Convertible phiên bản 2020. Các bạn sẽ thấy là hình ảnh siêu LED trên chiếc màn hình 4K OLED với âm thanh tuyệt vời của Bang Olufsen, chúng ta sẽ có trải nghiệm game tương đối là tốt. Vâng, thưa các bạn, với thương hiệu ThinkPad, đó là một trong những dòng máy trầm lắng mà cái sở thích của những người dùng ThinkPad là gì? Đó là ngôn ngữ của sự thiết kế tối giản, tối ưu và hiệu năng của bàn phím và pin, và hiệu năng hoạt động của hệ thống tản nhiệt. Thì lại mọi người lại thích ThinkPad, là thích cái hơi hướng của sự kỹ thuật. Những chiếc máy này nếu thông thường chúng ta nhìn từ bên ngoài, ui sao chiếc máy lại thiết kế nhàm chán như vậy? Nhưng khổ lỗi là mình đã khảo sát hàng trăm khách hàng, hàng nghìn khách hàng thì đến 99.99% đã dùng ThinkPad cũng lại nghiện mất rồi. Đấy, thế mới khổ. Nhưng ThinkPad thì cái phong cách thiết kế của nó không bóng bẩy. Nó không bóng bẩy mà các LED thiết kế phẳng và rất nhiều năm rồi theo cái hơi hướng thiết kế của sự cổ điển. Và bây giờ những dòng sản phẩm đời mới thì họ cũng đã thay đổi nhưng vẫn mang cái LED thiết kế của sự cổ điển và người ta vẫn thích thương hiệu ThinkPad. Cụ thể, cái model mình muốn giới thiệu với các bạn đó là chiếc ThinkPad X1 Gen 6 bây giờ. Hiện có các phiên bản bán i5 tại thị trường thì nó khoảng 25-26 triệu, các phiên bản i7 khoảng 30 triệu. Đây là chiếc máy cơ động mỏng nhẹ và có bàn phím dùng tốt nhất thế giới hiện nay. Nếu bạn thiên về kỹ thuật thì mình khuyên các bạn lên dùng các dòng sản phẩm của ThinkPad với các chế độ bảo mật của nó cực kỳ tốt, pin cũng có thể trụ được 10 tiếng. Các bạn có thể tham khảo bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Các bạn thấy là mức FPS chúng ta nhận được đó là 237 và nhiệt độ ổn định ở mức đó là 72 độ C, 70 độ đi. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Điểm mạnh rất mạnh của ThinkPad đó là chạy cực kỳ êm. Nên các bạn thấy nó chạy hầu như là chúng ta không nghe tiếng động gì cả. Đối với các bạn làm việc về đêm thì đây là một chiếc máy vô cùng tuyệt vời. Nó không hề ồn mặc dù chiếc máy nó lại mỏng như này. Và điểm số của một con chip UI5 thì nó đạt đó là 295 CB. Đây là điểm số nói chung là để dùng làm văn phòng, đồ họa cơ bản đấy các bạn ạ. Không hy vọng làm đồ họa nặng hay chơi game chuyên nghiệp các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là một chiếc màn hình mình phải nói là đẳng cấp. Tại vì sao mình nói là đẳng cấp? Với độ sáng đạt 500 nit, các bạn có thể thấy là hình ảnh nó tái tạo màu tuyệt đẹp luôn với tỷ lệ gam màu 100% sRGB và 88% Adobe RGB. Màu tuyệt vời, độ sáng 500, có khả năng chống lóa và nhìn được cả dưới ánh nắng mặt trời các bạn nhé. Góc nhìn của màn hình đạt 178 độ.
Các bạn thấy là với con cấu hình đó là i5-7300, RAM 8GB, card đồ họa là Intel Graphics 620. Các bạn thấy là nó chạy cũng tương đối tốt với hình ảnh 2D mượt mà. Nhiệt độ của CPU đang ở mức 67 độ C. Bắn ầm ầm. Bởi vì kể cả một chiếc máy có đắt tiền đến đâu thì chúng ta vẫn cần phải có cái thời gian để giải trí, để giải stress, để công việc chúng ta nó mới hiệu quả, đúng không các bạn? Chiếc máy này thì có thể cài các tựa game như là PUBG bản mobile này. Vâng, thưa các bạn, là mình đã tổng hợp lại toàn bộ những cái kiến thức và các kỹ năng để các bạn chọn những chiếc laptop ở phân khúc 30 triệu, phân khúc cao cấp. Đấy, các bạn có thể vừa làm đồ họa, vừa chơi game và phân khúc giải trí doanh nhân. Thì các bạn lựa chọn cái nhu cầu dùng thực tế của mình như nào thì các bạn lựa chọn như thế. Mình nhắc lại các bạn đơn giản là như này. Các bạn làm trong lĩnh vực kỹ thuật đồ họa thì các bạn hãy chọn những chiếc máy chạm xử lý cho nó bền bỉ, cái độ tải, độ trâu của nó là ok. Các bạn theo hướng của sự trẻ trung, vừa làm đồ họa vừa chơi game, muốn một chiếc máy có cấu hình cao, rẻ thì hãy chọn các dòng laptop gaming. Còn đối với các bạn năng động, cơ động trong các lĩnh